Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay kể cho quý vị nghe các câu chuyện về các tôn giáo lạ ở Mỹ trong thế kỷ thứ 20. Trong câu chuyện về tự do tôn giáo đó, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USCIRF của Mỹ. Thì ủy ban này chuyên đi phê điểm các quốc gia khác để mà xếp hạng đáng quan tâm hay là cần theo dõi, làm như là cha mẹ người ta vậy đó. Thì theo cái tờ bbc.com mới đây á, họ đăng ngày 2 tháng 12 thì ủy ban này đã đưa Việt Nam vào cái danh sách theo dõi đặc biệt. Tức là nó trầm trọng hơn là cái danh sách mà đáng quan tâm. Ủy ban này họ cho rằng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam mang tính hệ thống và nghiêm trọng. Do đó thì chúng tôi thấy vậy thì chúng tôi nhìn lại một chút lịch sử cận đại tình trạng tôn giáo ở Hoa Kỳ. Đấy, để cống hiến cho các bạn thì hôm trước chúng tôi cũng đã có một vài cái video so sánh cái sự hiểu biết về tự do tôn giáo của dân chúng ở khắp thế giới với lại so sánh với sự hiểu biết về tự do tôn giáo ở Việt Nam thì nó hoàn toàn trái ngược. Tức là Kitô giáo ở Việt Nam rất là lộng hành, là những kiêu dân và cách hành xử của chánh quyền thì là rất là thụ động. Thành ra nó ngược với những cái dân chúng ở khắp nơi trên thế giới đối với Kitô giáo. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đặc biệt chú trọng tới những cái tôn giáo lạ đã xảy ra ở Hoa Kỳ mà trong thế kỷ thứ 20 mà chúng tôi có thể thu thập được có ba cái câu chuyện tiêu biểu sau đây. Thì câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện tự sát tập thể của cái giáo phái gọi là People's Temple. Tức là nói tiếng Việt đó là đền thờ nhân dân. Rồi cái câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện của giáo phái Davidian ở Waco, Texas năm 1995. Đây cũng là một cái câu chuyện rất là khốc liệt. Ai cũng biết. Rồi câu chuyện thứ ba có thể nói là cái câu chuyện giáo phái Đa Thê Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day, nói tắt là FLDS, mà giáo chủ là Jeff Warren Jeff hay là Warren Steed Jeff. Đây cũng là một câu chuyện là ghi đậm dấu ấn trong lịch sử. Thì trở lại cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện tự sát tập thể của giáo phái People Temple. Thì năm 1978 vào tháng 11 thì vụ thảm sát gọi là vụ thảm sát Jim Jones ở Jonestown. Theo lời kể của cái bài này, theo lời kể của một giáo sư ưu tú về lịch sử tôn giáo Hoa Kỳ tên là J. Gordon Melton, ông cũng làm ở Đại học Baylor và cũng là giám đốc Viện Nghiên cứu Tôn giáo ở Mỹ, Woodway, Texas. Thì People Temple hay là đền thờ nhân dân á, là cộng đồng tôn giáo này do Jim Jones lãnh đạo. Ông này sinh năm 1931 đến năm 1978. Đây, ông như thế này đây. Ông Jim Jones lãnh đạo đã thu hút được chú ý của quốc tế sau khi có khoảng 900 thành viên của cộng đồng này chết tại khu nhà của họ ở Jonestown ở Guyana ở Nam Mỹ trong một vụ thảm sát tự sát quy mô lớn vào ngày 18 tháng 11 năm 1978. Đó là một cái vụ tự sát tập thể rất là chấn động. Thì ông Jim Jones này bắt đầu xây dựng đền thờ nhân dân của ông một cách không chính thức vào những năm 1950 với tư cách là một giáo đoàn độc lập ở Indianapolis ở Hoa Kỳ. Ông lấy được cảm hứng từ lý tưởng một xã hội công bằng có thể vượt qua tệ nạn phân biệt chủng tộc và nghèo đói. Đó là cái lý thuyết ông nói là như vậy. Mặc dù Jim Jones là người da trắng, nhưng mà ông đã thu hút hầu hết người Mỹ gốc Phi vào nhóm với ông, với tầm nhìn của mình về một hội chúng hòa nhập. Năm 1960
thì cái People's Temple đó, đền thờ nhân dân của ông liên kết với cái giáo hội môn đệ Chúa, Disciples of Christ. Và 4 năm sau đó thì Jim Jones được phong chức. Năm 1965, Jim Jones cảnh báo về một cuộc tàn sát hạt nhân và lãnh đạo phong trào đến Ukiah, California, nơi mà các thành viên trở nên tích cực trong cả giới đại kết Tin lành và chính trị gia. Các hội thánh chi nhánh của ông được mở tại San Francisco và Los Angeles, và khu định cư nông nghiệp Jonestown được thành lập vào năm 1974. Thì cái chủ nghĩa xã hội tông đồ của Jim Jones bị ảnh hưởng bởi thần học giải phóng của chủ nghĩa Marx phổ biến trong giới giáo sĩ Mỹ Latin vào thời điểm đó. Jones trộn lẫn các mối quan tâm xã hội với việc chữa bệnh bằng đức tin và phong cách thờ phượng nhiệt tình rút ra từ nhà thờ Da Đen. Ông cũng kêu gọi các thành viên sống cộng đoàn để nỗ lực thực hiện lý tưởng không tưởng của mình. Trong khi đó thì giáo hội của ông bị báo chí cáo buộc gian lận tài chính nè, ngược đãi thể xác các thành viên và lạm dụng trẻ em do họ chăm sóc. Thì đây là các cái đặc tính mà gọi là không có bình thường của những cái nhóm tôn giáo khi mà nó đi đến cái chỗ mà gian lận tài chính nè, hoặc là ngược đãi đàn bà trẻ con, hoặc là các thành viên, hoặc là lạm dụng các trẻ em. Thì đó là những cái hoạt động không có bình thường, thì đối với Mỹ này là dễ bị chú ý, và chỉ cần có người gọi điện thoại báo tin là họ sẽ bị theo dõi ngay. Thì năm 1977, Jim Jones dẫn hàng trăm thành viên của ông đến Guyana ở Nam Mỹ. Một năm sau, những thân quyến quan tâm, một nhóm gồm các cựu thành viên đã thuyết phục một ông nghị sĩ Hoa Kỳ là tên là Leo Ryan. Thì ông này, ông đi đến Jonestown để tìm hiểu vấn đề. Thì cái chuyến thăm của ông á, là diễn ra rất là tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên thì ông Ryan và những người đi cùng đã bị sát hại khi họ đến sân bay để mà chuẩn bị trở lại Hoa Kỳ. Đó. Ngay sau đó thì hầu hết cư dân trong cái giáo hội People Temple đó đã cùng nhau tham gia vào một nghi thức tự sát hàng loạt. Trong đó họ bị bắn hoặc uống thuốc độc. Các thành viên của nhóm vẫn ở lại California, sau đó chính thức tan rã. Thì sau cái thảm kịch ở Jonestown, cái nhóm tôn giáo đền thờ nhân dân được xác định là một giáo phái, và Jim Jones được giới truyền thông miêu tả là hình ảnh thu nhỏ của một thủ lĩnh tà giáo. Mặc dù nhiều nghiên cứu học thuật và phổ biến về Jonestown đã được viết, nỗ lực tìm hiểu về nhóm và thảm kịch vẫn tiếp tục. Quốc hội vẫn chưa công bố hồ sơ từ cuộc điều tra về cái chết của Ryan. Còn sau đây là lời kể của Alison Elrich. Bà là một quản lý biên tập nội dung chiến lược của Encyclopedia Britannica, thì nói rõ ràng hơn về cái nội vụ. Thì để kêu gọi tự tử tập thể thì Jim Jones cho pha một loại nước trái cây được tẩm cyanure, là một cái chất độc, pha lẫn với cái thuốc an thần và thuốc mê. Đầu tiên thì cái chất thuốc này nó được phun vào miệng của mấy đứa trẻ sơ sinh và những cái đứa đứa bé qua cái ống tiêm. Sau đó thì các thành viên người lớn bắt đầu uống. Thì bản thân của John á, chết lại không phải là do cái chất độc đó, mà là do bị vết thương do súng bắn. Ít hơn 100 thành viên của đền thờ ở Guyana sống sót sau vụ thảm sát này. Phần lớn những người sống sót hoặc đã đào tẩu vào ngày hôm đó hoặc đang ở Georgetown. Các quan chức sau đó đã phát hiện ra một kho vũ khí, hàng trăm hộ chiếu xếp chồng lên nhau và có 500.000 đô la Mỹ. Theo báo cáo thì hàng triệu đô la khác đã được gửi vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Thì cái đạo gọi là đền thờ nhân dân này đã tan rã sau sự cố và tuyên bố phá sản vào cuối năm 1978. Đó là một chuyện về đạo lạ đó, đạo bất bình thường đó. Và chúng ta thấy là chính phủ Mỹ
qua cái sự can thiệp của một một nghị sĩ đã đến, và sau đó thì đã làm cho cái ông Jim Jones cảm thấy rằng không, cái sự tồn tại của cái nhóm của ông không có được bảo đảm nữa, cho đó là đưa đến cái cảnh mà ông cho tự sát tập thể. Tức là ở đây thì chính quyền tiêu diệt cái nhóm này một cách gián tiếp như thế nào đó, làm cho ông này cảm thấy sợ hãi và tự tử. Bây giờ đến cái nhóm thứ hai, một cái nhóm đạo lạ, cái tôn giáo lạ thứ hai, tôn giáo bất bình thường thứ hai, là câu chuyện về cái giáo phái Davidian. Cái người này tên là David, đúng ra là David Koresh. Thì cái ở trên cái kênh truyền hình Frontline PBS, đài PBS điều tra cái vụ này cũng kỹ lưỡng lắm, và thu thập cái khu mà đạo đó gọi là khu phức hợp Branch Davidian vào tháng 4 năm 1993 ở Waco, Texas. Thì ông cái đài này có quyền truy cập vào các tài liệu bí mật của chính phủ, những cái băng ghi âm và băng video phóng viên Peter Boyer của tờ New Yorker thăm dò câu chuyện chưa được kể về cuộc đấu đá chính trị khốc liệt ở bên trong trung tâm chỉ huy Waco của FBI và trong các hành lang quyền lực tại Bộ Tư pháp ở Washington. Thì tất cả tài liệu được thu vào trong video ở cái đài PBS.org ngày 17 tháng 10 năm 1995. Thì chúng tôi không có sợ vi phạm bản quyền, cho nên là chỉ nhái lên cho quý vị thấy thôi chứ không có chiếu hết nhé. Winning investigation of what really happened in Waco. The film critics have called Revoyer investigates Waco. Thì còn trên cái Wikipedia đó thì câu chuyện được tóm lược như sau. David Koresh, tên thật của ông là Vernon Wayne Howell. Ông ấy sinh ngày 17 tháng 8 năm 1959 và chết ngày 19 tháng 4 năm 1993. Ông là một thủ lĩnh giáo phái Mỹ, một giáo phái đa thê. Thì David Koresh là cha của 12 đứa con với năm ba người vợ, trong đó có người mang bầu ở tuổi 12. Ông này là trung tâm của cuộc bao vây ở Waco, Texas năm 1993. Với tư cách là người đứng đầu chi nhánh Davidians, một giáo phái tôn giáo và là chi nhánh của những người Cơ đốc Phục Lâm, cái phái Tin lành Cơ đốc Phục Lâm, Davidian Koresh tuyên bố là nhà tiên tri cuối cùng, ông tự xưng như vậy. Và Branch Davidians, một phong trào ban đầu do Benjamin Rodin lãnh đạo, có trụ sở tại trung tâm Mount Carmel bên ngoài Waco, Texas. Tại đây thì Koresh cạnh tranh quyền thống trị với một thủ lĩnh khác là George. Thì George là con trai của cái ông Benjamin Rodin. Ông cạnh tranh cho đến khi Koresh và những người theo ông ta tiếp quản cái núi Carmel vào năm 1987. Thì vào đầu những năm 1990 đó, thì anh ta trở thành đối tượng của chế độ đa thê và lạm dụng tình dục trẻ em bởi các cộng sự cũ của Branch Davidian, mặc dù cuộc điều tra của các cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục. Các cáo buộc khác liên quan đến việc tàng trữ vũ khí của Branch Davidians đã khiến cục quản lý rượu, thuốc lá và súng, gọi tắt là ATF, và sau đó là FBI tiến hành một cuộc đột kích vào khu tập thể Mount Carmel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 năm 1993. Thì chúng ta thấy là cái sự can thiệp mà của chính phủ rất là quyết liệt và mạnh bạo. Cuộc đấu súng sau đó dẫn đến cái chết của 4 đặc vụ liên bang ATF và 6 người bên chi nhánh David. Ngay sau cuộc đột kích ban đầu, thì cái đội giải cứu con tin của FBI đã nắm quyền chỉ huy chiến dịch liên bang. Nhóm đàm phán đã thiết lập liên lạc với Koresh trong 51 ngày tiếp theo. Koresh lúc đó chỉ mới có 33 tuổi. Cuộc bao vây trung tâm Mount Carmel, tức là núi Carmel, kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 1993 khi Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ
là Janet Reno chấp nhận các khuyến nghị của các quan chức FDI để tiến hành một bước tiến cuối cùng. Trong đó, chi nhánh Davidian sẽ bị loại khỏi trung tâm Mount Carmel bằng vũ lực. Đấy, chính quyền người ta dùng vũ lực để mà quyết định chiến đấu, dùng quân đội xem như là đi dẹp một cái đám giặc. Thì FBI đã dùng đến việc bơm khí CS vào khu nhà với sự hỗ trợ của xe công binh chiến đấu M728 được trang bị một thanh công phá. Trong quá trình tiến lên, thì trung tâm núi Mount Carmel bốc cháy trong những tình huống vẫn còn gây tranh cãi. Trong cuộc bao vây và bạo lực kéo dài 51 ngày, thì Cores chết vì một viên đạn bắn vào đầu. Bị rào chắn bên trong tòa nhà, 79 người ở chi nhánh Davidian đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sau đó. 21 nạn nhân trong số này là trẻ em dưới 16 tuổi.